Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình PHP tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở bài học trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng PHP Excel để import dữ liệu vào trong database. Thì bài học tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện sẽ là sử dụng PHP Excel để export dữ liệu từ database ra thành file có định dạng là XLSX. Thì các bạn hãy mở project lên nha. Ở đây mình sẽ new một file mới và mình đặt tên là export. .php. Đầu tiên mình cũng sẽ phải kết nối với database để select data và require cái classic và PHP shell. Require thứ nhất là classic. Sượt PHP shell ha. Theo là require connect sượt db connect. Rồi, ở đây mình sẽ thiết kế một cái form để cho người dùng khi nào mà nhấn button export thì mình mới thực hiện export ha. Chứ nếu mà bạn không tạo cái form thì khi mà bạn chạy cái file export.php thì nó sẽ tự return cho mình luôn đó. Ở đây thiết kế form thì mình sẽ dùng HTML5 và đặt title là export data. Form này mình chỉ cần một cái button thôi ha. Method sẽ là bot. Bên trong này mình sẽ cần một chỉ đơn giản là một cái button thế thôi. Button này có cái dữ liệu là export xuất file và mình hãy đặt cho nó một cái name ha. Name là btn export. Thêm một điều kiện nữa là type submit. Rồi, sau khi mà mình người dùng thực hiện nhấn button thì mình sẽ kiểm tra khi nào mình nhấn reset $bot của button thì mình sẽ thực hiện việc tạo một đối tượng Excel ha, $obj Excel bằng new của PHP Excel, chính là class ở trong file PHP Excel mà chúng ta đã require. Sau đó chúng ta sẽ dùng $PHP Excel này, obj này, cho tới phương thức là set active index set và truyền vào đây cái số là 0. Vì sao mình lại truyền số 0? Tại vì mình sẽ lấy một tạo một cái seed index và cái seed đầu tiên sẽ là vị trí 0. Bạn có thể mở cái file PHP Excel mà mình đã gửi trong tài liệu ha. Ở đây chúng ta có phần 2 là export data from data from ha, from database to file XLSX. Thì đầu tiên các bước như sau, bạn sẽ phải tạo một đối tượng Excel bằng new của class. Sau đó bạn sẽ set active seed index và truyền vào cái số seed bạn sẽ set data. Sau đó bạn tạo một cái biến seed nhé. Biến này sẽ đại diện cho cái seed mà bạn đang set ở đây nha. Bạn đang set ở đây. Sau đó biến seed này bạn sẽ lấy cái seed và set lại title cho nó. Tiếp theo mình sẽ tạo một biến seed bằng $object Excel, cho tới phương thức là get active Active sheet và mình sẽ chọn tới phương thức là set title. Phương thức set title này sẽ đặt tên cho sheet nha các bạn. Ở bài học này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn export data sang một sheet duy nhất thôi, cho nên ở đây mình chỉ cần set title cố định. Ví dụ ở đây mình set title cho cái lớp tương ứng với cái file điểm hôm trước mình gửi cho các bạn, đó là lớp 10A1, thì mình sẽ set này là 10A1.
Cái title là 10A1. Tiếp theo mình sẽ thực hiện việc là gán data cho các cái cột và dòng trong cái biến xích của mình. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái row count ha, một cái biến count để mà đếm số dòng đang chuẩn bị set. Tạo cái biến row count xem thử người dùng đang ở dòng nào đó. Row count thì mình cho nó bằng 1. Rồi, muốn set dữ liệu cho sheet thì mình dùng sheet trỏ tới phương thức là set cell value. Ví dụ, đầu tiên mình sẽ set cho cái 10A1 này cột A1 có giá trị là họ tên. Thì các cái tham số gồm có thứ nhất là cột A và A1 thì mình sẽ nối với row count nha các bạn. Đó là row count. Giá trị của nó sẽ là họ tên. Họ tên. Tương tự cho các cái cột tiếp theo gồm có là toán lý hóa. Toán lý hóa. Thì mình dùng sheet trỏ tới set value. Tương ứng sẽ là cột B ha các bạn. Cột B nhưng mà vẫn là row 1. Cột B. Ở đây giá trị là toán. Tương tự cho lý và hóa. Lý sẽ là cột C và hóa sẽ là cột D. Toán rồi giá trị sẽ là lý và tiếp theo là hóa. Như vậy là mình đã xét được value cho dòng đầu tiên là họ tên toán lý hóa. Tiếp theo mình sẽ các cái phần dữ liệu ở đây mình sẽ thực hiện là select từ database và lấy từ database chứ không phải set cố định như những cái mà mình đang thực hiện ở đây ha. Rồi. Trước khi đó thì mình sẽ tạo một cái biến SQL. Ha, mình sẽ tạo một cái câu lệnh là nhận data trả về luôn nè. Result bằng $MySQL. MySQL này sẽ chọn tới phương thức là query luôn. Câu SQL mình truyền vào sẽ là select sao from. Mình sẽ select những cái mình cần thôi ha. Thứ nhất là họ tên nè. Name. Trong database của mình sẽ là name. Tiếp theo là toán. Tiếp theo là lý và hóa. From. Bảng của mình là bảng điểm. Chú ý ở đây mình đang chỉ tạo một sheet cho 10A1 cho nên bạn where điều kiện vô nha. Where. Lấy những thông tin của học sinh 10A1 thôi. Where ID loại 10A1 thì bạn nên để là bằng 1. Còn bạn cũng có thể liên kết hai bảng lại với nhau bằng lệnh như sau. Điểm mình sẽ inner join ha. Join với một bảng nữa đó là bảng lớp. On. Điều kiện join của mình sẽ là lớp.id bằng điểm.id lớp and where id lớp.name sẽ bằng với dữ liệu của mình sẽ là ở đây cái dòng này bạn nên để là dấu nháy kép nha. Name sẽ bằng 10A1. Rồi ở đây bạn để dấu nháy kép vô. Name này thì từ bảng là điểm chấm name. Toán lý hóa from điểm inner join với lớp và lớp chấm id sẽ bằng điểm chấm id lớp. Sau khi có dữ liệu thì mình sẽ dùng vòng lặp mã lặp và set value cho cái dữ liệu nó trả về. Mình dùng while. Trong khi tạo một biến tên là row nhận dữ liệu từng dòng trả về bằng function MySQL fetch array. Fetch từng dòng dữ liệu. Dạng mã. Array biến của mình là result. Rồi, ở đây tạm thời thì mình sẽ print cái row ra thử mình đã nhận được dữ liệu chưa, sau đó mình mới thực hiện việc set value cho nó ha.
mình dùng printer của cái biến là round. Rồi mình sẽ chạy file này. File mình đặt là export.php. Mình thực hiện việc nhấn vào button xuất file. Get acti ha, acti mình ghi bị sai một lỗi chính tả, đó là acti chữ V. Nhấn vào button nè. Rồi mình Ctrl U. Như vậy là bạn thấy mình đã lấy được thông tin của cái database bảng điểm gồm bao nhiêu phần tử nè, đếm bảng là Nguyễn Thành Danh, từ Ngô Trần Anh cho tới Nguyễn Thành Danh, Ngô Trần Anh cho đến Nguyễn Thành Danh. Như vậy là mình đã lấy được tất cả những cái học viên của có cái ID lớp bằng 5, tương ứng với ID lớp bằng 5 đó chính là 10A1. Thì câu query mình đã thực hiện thành công. Như vậy ở đây sau khi mà lấy được dữ liệu, mình sẽ thực hiện việc lưu dữ liệu, set value cho từng dòng trong sheet. Dùng công thức này luôn ha. Sheet chọn tới set value cũng là cột A, nhưng mà row count của mình lúc bây giờ là bao nhiêu? Dòng đầu tiên thì row count là 1, thì sau khi insert dòng tiếp theo ở trong cái bảng này, dòng này là 1 thì dòng tiếp theo sẽ là 2. Để làm được cái row count tăng lên 2 thì bạn cho biến row count của mình sẽ tăng lên cộng cộng một đơn vị. Và ở đây là row count, giá trị của nó bây giờ là gì nào? Giá trị của nó bây giờ sẽ là từ cái data này. Mình muốn lấy name đúng không? Thứ nhất là cục name nè. Thì bạn có thể trỏ vào biến name như thế này, cái khóa là name đô la row, và cái khóa là name. Tương tự thì bạn cũng lấy các cái giá trị và toán lý hóa cho các cái dòng tiếp theo. Ở đây sẽ là cục B và biến sẽ là toán. Toán tương ứng với điểm toán nha các bạn. Tiếp theo là cục D và lý là cục lý. Tiếp nữa là cục D và điểm cho hóa. Như vậy là mình đã thực hiện việc set value mà mình lấy được vào trong các cái cột, trong các cái ô, trong cái database của mình. Tuy nhiên, đến đây thì bạn sẽ chưa thể nào mà in được dữ liệu ra. Muốn mà lấy được dữ liệu thì bạn sẽ phải tạo một đối tượng nữa, tên là, mình sẽ đặt tên đối tượng này là object obgprice ha, writer new php excel, php excel writer, writer excel. Bên trong này còn một đối tượng, đó là object excel của mình. Rồi sau đó bạn sẽ tạo một cái biến tên là file name, lưu cái tên cái file excel này với tên là gì, thì mình sẽ đặt tên là export data, export đi ha, .xlsx. Rồi, ở đây trong cái file mà mình gửi các bạn đó, mình cũng sẽ tạo gì? Mình cũng đã tạo một file name bằng excel file name.xlsx ha. Và mình sẽ trỏ tới phương thức cell, đô la obgwriter, trỏ tới phương thức là cell, để tiến hành cell dữ liệu này lại. Và truyền vào đây đô la file name. Tuy nhiên, đến đây thì nó đã cell được cái file excel. Nhưng để mà trả về dữ liệu và download về cho thành file hoàn chỉnh thì bạn cần phải sử dụng thêm các cái header ở dưới đây. Thì header ở dưới đây như sau, mình tạm thời sẽ copy nó vào trong cái suộc của mình đã ha. Copy, paste vào trong này. Rồi mình enter xuống nè. Các cái hàm header này sẽ giúp chúng ta là trả về dữ liệu khi mà cái file này được chạy. Ví dụ ở đây contain deposition, deposition statement, tức là trả về file kiểu statement, và file trả về chính là cái file mà mình đã truyền cái name này.
Rồi, header content type application như thế này, tức là trả về dữ liệu kiểu Excel và có cái đuôi là .xls. Đối với các cái phiên bản của Excel cũ hơn từ 2005 trở về trước đó, thì export cái file Excel sẽ có cái đuôi là .xls đúng không? Thì content type này các bạn sẽ để một cái giá trị khác, đó chính là ở đây mình có để chú thích nè. Đối với các cái phiên bản trở về trước á, mà cái file Excel có đuôi là .xls thì bạn sẽ chọn là application VND Microsoft Excel. Còn phiên bản của mình đang sử dụng ở đây là Excel 2016 là version mới nhất, cho nên đuôi file là .xls thì mình sẽ sử dụng content type này. Tiếp theo là content length, cái này sẽ trả về file size. Tiếp theo là transfer, hiện tại đang để là binary. Tiếp theo là get control và header role grammar. Sau đó mình sẽ dùng phương thức read file để đọc file và mình return. Rồi, ở đây mình còn có một số cái hàm header khác như sau. Ví dụ như content type, bạn muốn xuất file PDF thì bạn chọn application PDF. Ví dụ bạn muốn download file về thì bạn chọn là content deposition attachment, là file download, file đính kèm đó. File name sẽ là tên file. Rồi kiểu mã hóa được sử dụng để truyền dữ liệu trong HTTP á sẽ là transfer encoding binary. Rồi, như vậy thì các bạn có thể tham khảo thêm ở cái file mình gửi. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử file này ha. Chạy thử xem nó có return được cái tên cái file cho mình hay không. Rồi, mình sẽ xem lại xem nào. Nhấn vào button xuất file ha. Nó báo cho mình là đang mở export.xls. Nguyên nhân nó đang mở là tại vì ở đây mình đã dùng read file. Rồi mình sẽ lưu tập tin này lại và mình lưu ở desktop luôn nha. Tiến hành mở file này lên nào. Enter. Rồi, như bạn thấy dữ liệu ở đây của mình như sau. Các cột tương ứng họ tên, toán, lý hóa và dữ liệu đã lấy từ trong database về và namesheet cũng đã là 10A1. Sorry các bạn, ở đây có một dữ liệu mình chưa lấy được là cột điểm lý nè. Cột điểm lý. Lý ở trong database mình để chữ y ngắn thì phải ha. Lý y dài, tại sao lại không lấy được nào? Toán lý hóa. Sorry, mình sẽ kiểm tra lại tục lý đang có dữ liệu ở đây, tuy nhiên là không nhận được data rồi. À sorry, chỗ này là cột C nha các bạn. Mình đã nhầm một xíu là mình để chữ D. Thì mình sẽ tiến hành export lại xem nào. Xuất file nè. Và mình lưu nó ở desktop. Nếu mà mình lưu tên này thì nó sẽ ghi đè lên file lúc nãy đó. Mà file này đang mở thì mình sẽ tắt nó đi ha. Và chọn đơn sale. Rồi sale lại nè. Nó báo là mình có muốn replay không thì mình nhấn yes. Rồi mở lại file này. Rồi, như bạn thấy thì dữ liệu của cục lý cũng đã lấy được. Bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là định dạng cho cái file này. Ví dụ như mình định dạng màu chữ chẳng hạn, rồi vẽ cái bảng table border bên ngoài cho nó. Rồi mình có thể là tính điểm trung bình cho cột toán, cột lý và cột hóa cho những cái học sinh này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.